plan đầu tiên của chúng ta có tên gọi đó là plan basic. Plan basic 40 giây. Tư thế bắt đầu nó như thế này. Ta sẽ đến cái bài plan thứ hai, đó là bài plan hold hands. Hands tức là tay đó các bạn. Ok. Như thế này ha. Bài plan thứ tư đó là bài plan jack ha. Bài này các bạn thực hiện là 40 giây nha các bạn. Hãy dùng đồng hồ nha các bạn. Ok.